Là đi bảo hành cái máy Kuta nha bà con. À, chạy cái hàng ấy buông máy Kuta chạy đã không? Im nè luôn á. Quá trời đã luôn. Đây là ghe tập quá bà con. Bán đủ thứ hàng quá, tập quá luôn. Hay miền Tây Hậu Giang gọi là ghe hàng đó. Bán đủ đồ, nước ngọt, suối, ga đầy đủ. Sinh hoạt bà con luôn đó, nhu yếu phẩm luôn. Quá trời ghe nè. Đang chạy cái Kuta GT 140 có đề nha. Đây là cái hàng miền Tây nha bà con. Alo. Đã đó bán rồi anh. À. Máy chạy ngon không? Anh muốn máy chạy ngon không? Ngon. Lập phải nói ok hả? Cô ta là ok ha. Cho xuống ghe em đề thử cái máy nha bà con. Coi thông qua nha bà con. Để cho chạy hả? À, coi đề chạy nè. Quá ngon luôn. Giờ coi máy nha. Đây, Kuta GT. Quá luôn, có đề luôn nè con. Quá đã. Con mình chơi giờ chơi xa đó, đồ hàng xịn đâu mà bóng đề là chạy thôi. Chắc ok nha. Hộp số đầy đủ rồi con. Con này là chạy cả đời rồi. Đây là hàng quá đây. Đủ đồ bà con luôn. Cái gì cũng có. Đây nhu yếu phẩm á. Cà phê, nước ngọt. Mì, bia. Chung là phục vụ đời sống bà con hàng ngày á. Cái gì cũng có. Đi bán ghe hàng hay bán tập quá chạy cái máy là yên tâm bà con. Biết nào đụng tới nó. Đề bấm nhẹ là chạy. Ê bấm thử cái đề ơi. Rất là nhảy nha. Sáng luôn. Nhớ con xả nước xanh nó mới bền nha bà con. Con phải đè xuống để tránh con nít. Tay khó chặt, tay khó để đặt quá. Cô ta Thái Lan luôn nha. À, bấm đè giùm cái ơi. Rất là ok. Bấm đề chạy giùm cái ơi. Hả? Bấm đề. Coi đề. Ok rồi con. Ok rồi. Đã nha. Điều chuyện có khác à. Có đề luôn nha.
là chạy ngon không cần bảo hành gì phải không? Không cần luôn. Mở mở nước coi rồi. Nhớ khỏi nước nha, nước quan trọng nha, lâu lâu phải coi. Đè xuống để tránh nứt. Rồi nó an toàn ghê lắm, nó phải đè mạnh vậy rồi con. Đó, rồi ra nữa. Đây, nước xanh luôn nha. Nước xanh. Nó tránh nứt nha. Cái kia đó là nhớt bọng rồi là tới 120 tới cái lít rưỡi nhớ à. Nhớt thấy báo không? Báo đây nè. Tới cái nút báo của nó. Nó nút báo hay là nó xe he điện ta? Nút báo. Nút báo. Báo chạy nó mới lên. Tuyệt đối máy không được để hết dầu nha bà con. Dầu là tiêu cái máy luôn á. Nó thời gian lâu dài làm hư bét, hư heo. Hay gọi là hư bơm cao áp hay kim phun á, nó sẽ dễ hư lắm. Tuyệt đối bà con để hết dầu, chịu khó đổ đầy bình dầu đi. Dầu nhiêu lít ta? Bán cho chưa biết bao nhiêu lít luôn á. Bình dầu nó là 8 lít dầu á. Tại vì ngày chạy nhiêu lít? Ngày chạy chỉ có là 3 tới lít dầu mà 36 cây số. 36 cây số. Nước ngược không á? Nước ngược, chạy nước ngược là chạy lớn đó. Lớn ù, cái tăng dầu ghê ta. Tính ra 36 cây số mà có 3 lít dầu. 3 lít dầu. 30 ngàn, ba mấy ngàn ngày hết. Là 36 ngàn. Ghê dữ vậy. Đúng là đồ như in Kuta Thái Lan có khác. Ê cái con này là xuất khẩu luôn nha, tại vì nó xuất qua con này là xuất khẩu đi nước ngoài nè, nó không có tiếng Việt. Còn mà xuất khẩu Việt Nam nó có tiếng Việt đây luôn, chạy top luôn. Nó là xuất khẩu nước ngoài luôn nè con. Hàng này là hàng nội địa như của Kuta luôn nè. Hàng này hàng trong nước của ta nè, không có tiếng Việt nè. Còn hàng xuất khẩu nè là tới cái tem của nó không đủ biết rồi. Còn hàng mà xuất qua Việt Nam mình á, Kuta thì có chữ chạy, chữ khởi động. Còn nước ngoài hàng nội địa của Kuta là nó để tiếng Anh luôn, tiếng Anh với tiếng Thái luôn. Tính đâu chạy hết ga được phải không? Nó mạnh quá mà. Chạy hết ga là chìm lái. Vậy chạy thử đua với là chiếc máy xe ba tới máy đó mà. Tính nó là không qua mà nó mặt nào là máy mình. Tại vì cái máy xe nó chạy là ga có đen luôn. Không, máy xe là nhờ là chạy nhỏ, chạy vỏ lại á, tốc độ nhẹ. Còn máy này ủi phà ủi chẹt là ok luôn. Ủa phà, ủa chẹt, chạy dần sớm là vô địch trời. Là tính nó chạy là tính ra rất là đầm, chạy đầm luôn. Đề nhẹ chạy ta, đã ha. Đề nhẹ nhất nhất cái. Nó bình là 8 lít rưỡi. Là 8 lít mấy luôn. Nhớt. Nhớt 2 lít rưỡi à. Nhớt nó. Vậy là trăm bình chạy 3 ngày hả? 2 ngày 3 ngày hả? Không, chăm như vậy là một ngày là 3 tới cái lít, 3 tới lít chiều về chăm à. Tại vì chăm lường vô rồi là cứ ngày 3 tới lít chăm à. Đúng chuẩn của nó. 3 lít chạy ba mấy cây số. Ờ. Nếu mà bà con đừng để hết dầu bà con, hết dầu là ảnh hưởng tới heo. Heo là đây là bơm bơm á, hay gọi là bơm cao áp đó, với bét, gọi là kim phun á, mau hư lắm. Thời gian nó làm mòn, sọc ti rồi hết. Bà con cứ đổ dầu đúng như tiền đổ đầy bình vậy nè. Nó gì đó là tới ngang mặt lưới gì. Bà con quy định ngày chạy 8 lít thì đổ 2 cử. Chia theo thời gian đổ, nếu hết một ngày bình này 8 lít rưỡi đi, cho 8 lít đi. Bà con chạy ngày 8 lít thì bà con đổ 2 lần trong ngày là an toàn. Mất hết tinh dầu bà con ơi, ba mấy cây số. Chạy ghe nước ngược ghe bên nặng mà có 3 lít dầu. Là ghe này mấy tấn ta? Nó 5 tấn á. 5 tấn đồ luôn á, có mấy tấn? Đồ luôn là 7 tấn. Ồ 7 tấn thì có 30 cây số, ba mấy cây số mà có 3 lít dầu. Mày chán ha, con xài này là cả đời luôn rồi đó. Cả đời luôn. Cả đời chắc chắc nữa, khỏi lột này cũng được, để đại. Để đại nó ăn thôi. Đó. Nước là ngâm nước xanh ha. Nước xanh nóng à. Lâu lâu nhớ nước phải thăm nha, tuy nó về không ha nhưng phải thăm. Đè nó xuống cho nó an toàn cho nít, đó. Chủ yếu là mở không được nên nó an toàn cho nít lắm. Quá đã luôn. Hàng này hàng nội địa của Thái Lan rồi con, không có tiếng Việt luôn nè. Không có xuất khẩu luôn nè. Tới cái ống bô của nó còn chưa tới gắn xuống. Này ống cũ của tới cái máy kia. Uổng phải không? Sở hàng cho uổng phải không? Sở hàng vô. Có chụp bô luôn con. Chụp bô lại hãng lắm con, giúp lọc bụi làm sạch cái động bùn đốt. Mà con không gắn này nó mau vô bùn đốt lắm. Là bữa hổm là tháo ra tới cái chế nhớt dòng vô cái tới cái lược gió. Mỗi lần thay nhớt là chế vậy. Không. Là mới tới đem về là chế vô đặng mà chạy đừng cho nó hết bụi vô. Cái đó là tới cộng đề. Con này. Tới cộng sạc bình mà tới cái limo này nó chưa câu phải không? Nó hơi ok ha. Vậy là ngon. Đề cũng rất nhẹ nha bà con. Đề lít nhẹ cái là xong ngay. Thử cái nào xong đi về coi. Vậy là câu đâu cần bảo hành gì ha. Khỏi.
Dạ, quá ngon rồi. Chích nhẹ cái coi. Đã. Quá đã luôn. Đúng là bà con nào bán trên đường nè, dằn câu điện vô sạc điện thoại hay là xài bóng đèn này bà con, là chạy tự động là đèn sáng lên luôn. Nó là đèn bình 12V đó. Rồi câu sạc ở đây luôn. Rất tiện nha. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.